Tình yêu là thế, đôi khi làm mình say mê, đôi khi làm mình ngơ ngác, nhìn một người đến nỗi rơi lệ. Anh ơi, anh học trường đại học kiến trúc sao mà anh tính độ dốc máy hiên chuẩn thế? Anh có học trường gì đâu nhỉ? Hơi xí xóa nhá, tai nạn nghề nghiệp. Tại đẹp quá, đẹp quá. Tai nạn kiểu như vậy á, ở Chinu quán này á, hàng ngày xảy ra thường xuyên luôn. Nhưng mà Chinu chẳng quan tâm, cho lách luôn. À, vừa nãy anh bảo là cái gì mà đẹp ấy nhở? Ý anh bảo là Chinu đẹp. Nhưng mà anh muốn Ơ kìa, hỏi. sao mà cứ ấp a ấp úng đấy, nói nhanh lên, sốt hết cả ruột đi. À thôi, không nói được thì thôi, vớ vẩn. Không không không, ý anh hỏi là Chinu có người yêu chưa? Sao không nói sớm? Có người yêu á thì đã chẳng phải ngồi đây bán nước rồi ấy. Trông kìa, đẹp trai đấy kia mà chẳng biết suy luận gì cả. Quả này anh mà thả hương ấy thì không nhận đi đâu được con nào. Chúng mày cứ mà về đi. Hỏi đây có phải phòng thám thú y của Dr. Khuét không ạ? Anh chó của em nó bị ốm nặng quá, anh xem anh khám cho nó giúp em với. Hôm nay không ăn nó nhá. Ui anh ơi, nhưng mà nó ốm nặng quá rồi, mấy hôm nay nó cứ hắt xì hơi mà bỏ ăn bỏ uống. Thôi thôi anh linh động anh khám cho nó giúp em nhá. Lần này linh động ấy. Ui, may quá, chị em mình gặp may rồi. Gặp được bác sĩ nhiệt tính này kiểu gì cũng được chữa khỏi ốm. Về em lên đây anh em ơi. Em với mình đấy, ngồi xuống đây. Ghế ngồi xuống đây, ngồi nha. Hôm trước anh nói cho em biết, có một sư tử ở bên Nam Phi nhá. Bó tay người ta, bó tay. Đem sang đây, anh chữa 10 phút, khỏi luôn. Ủa đây, 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 bây giờ đây. người ta đang gọi điện cảm ơn. Díu đi. Đây rồi, tao đã phục mày rất lâu. Lần này mày có mà chạy lên quá. Mày chạy sao bảo nó chưa có người yêu? Làm gì đã có người yêu? Mày lại mẹ. Ui, anh ơi, em đốn chè đấy mà anh ơi. Anh ơi, anh đừng đừng quay anh ơi. Em ra uống nước thôi mà anh ơi. Anh ơi. Làm gì đấy? Ui trời. Ui, anh ơi, em uống nước ấy, trả tiền đàng hoàng mà anh ơi. Ui, anh ơi, em về. Ui. Tao bắt được mày rồi. Lão quá để hôm nay bị dở hơi à? Quá ngọ, quá mỹ đại luôn. Con này á, mà đem đi nhân đấu ấy, thì cứ phải gọi là đẳng cấp. Con gì? Thế là khó như luôn. Thế là ai? Đờ ra ngọc nít, thấy chưa? Ôi dào ôi. Cứ tưởng là có người ta. Thì quả chi du cũng đó, cũng đó. Nhưng mà anh không nắm mắt đâu. Ngài mẹ mặt cái gì mà đưa nó cẩn thận đi. Gái ơi, hôm nay đi làm về sớm thế. Sớm sủa cái gì, người ta đi bán hàng từ sáng đến giờ mà về đây thấy hông bà cãi nhau mệt quá thì về đi tắm đây. Anh có khách. Cái đó bác sĩ này vừa thần kinh lại còn mất vệ sinh. Sao? Ưng ý chưa hả? Được đây anh ạ. Nhà anh cho em xin ít xác nữa đi. Vuốt vuốt tí tạo kiểu. This is my favorite part, right here.
hợp ở đây anh ạ. Em cho em gửi tiền với ạ. Thôi, đẹp dai này ai ta lấy tiền. Đi về đi. Anh Kim Phương ơi, sớm nghỉ tay uống nước cho đỡ mệt nào. Người ta thấy á, anh làm từ sáng đến giờ chẳng nghỉ tay gì cả. Cấp, làm để chết à? Người đâu mà người ta nói 10 câu chẳng chịu trả lời lấy một câu. Ơ, anh cũng chơi Pokemon à? Trò này đang hot hòn hot, ai cũng chơi, hỏi cái gì? Quỷ không chịu được. Anh này thì người ta quan tâm một tí không được à? Này nhá, mà vừa nãy cái lão khoét ấy kìa, lão vừa bắt được một con Pokemon hình như là rất là khủng đấy. Cái gì hả? Nó bắt được Pokemon khủng à? Vâng. Bắt được ở đâu? Ở ngay quán em đây này. Anh á chẳng bao giờ chịu quan tâm đến em gì cả ấy. Thì cô với nó ngày nào chẳng như chó với mèo, 5-7 bận cãi nhau, tôi quan tâm làm cái gì cho mệt người ra. Mà cái thằng bác sĩ thú y hoạn lợn này đều thế cơ chứ. Mồm thì ngọng liếu ngọng lô, hứa với mình Pokemon là chơi là phải có đồng đội, cuối cùng đi ăn mảnh với mình. À anh ơi, hay là chúng mình đi bắt Pokemon với nhau nhá. Nó phải hiện ra thì mới bắt được, chứ nó không phải như con cua ngoài đồng mà lúc nào thích bắt là bắt. Quỷ không chịu được. Thì em không biết thì anh dạy em. Không được à? Mà em nghe nói nhá, ở ngoài vườn hoa công viên kia kìa, đầy Pokemon. Đang gì? Đang chim chuột ở nhà ấy kìa. Chim chuột đấy. Ôi, này, xin lỗi cuộc đời đi nhá. Vợ anh tên là Dương, có nghĩa là ánh Dương, hiểu không? Ánh Dương. Có mà dâm Dương hoắc thì có ấy. Chị ý đang chim chuột với cả anh Kevin Phương ở nhà ấy kìa. Anh không tin thì về mà xem. Thật không? Thật. Chết rồi. Em nói đùa anh làm gì? Tôi và ông chơi Pokemon, trong này đã có Pokemon không? Pokemon hả? Thằng Kevin Phương. Anh đừng hiểu lầm, anh phải hiểu tôi, anh em ở đây bao nhiêu năm, anh phải hiểu tôi. Hiểu anh cái gì? Anh phải nghe tôi giải thích. Anh khổ quá, tôi đã nói anh phải nghe tôi giải thích chứ. Anh mình phải giải thích đi.
tôi chơi điện tử Pokemon. À, mày, mày đã làm gì vợ tao mà mày khen vợ tao ngon không? Pokemon là trò chơi điện tử. Tôi với cả anh Khoát chơi Pokemon. Màn hình tôi báo là có Pokemon khủng ở đây. Tôi đi theo hướng mũi tên thì nó chỉ ở trong buồng tắm. Tôi vào tôi bắt nhờ. Ôi trời ơi, vợ tao chứ không phải cái con Pokemon khủng của mày đâu mà mày bắt. Mà mày bắt ở chỗ nào? Khổ quá. Chưa. Tôi đã nói là đây là trò chơi điện tử. Nó báo ở trong này có Pokemon. Tôi vào tôi bắt Pokemon. Nhưng mà tao không biết. Vợ tao nhá, lần sau mày mà bắt con Pokemon là người vợ tao nhá. Cái số 39 gì ấy, vào mặt mày với tao. Thay mặt nghe đi Phương, em xin lỗi em. Đấy, thấy chưa? Nó chỉ là Pokemon mà tí nữa là anh em giết nhau. Nhà ra cái hệ thống gì. Tôi bắt được Pokemon rồi. Tên. Ai cho anh mua thịt? Thì vừa rồi thì qua cái cửa hàng thịt của con Hoa, thấy cái mông nó ngon quá cho nên anh làm miếng. Ăn mông con Hoa không nhiễm silicone ấy thì cũng tiêm toàn nước cống. Cái gì? Nước cống á? Chứ còn gì nữa? Thật à? Lại chả thật. Thảo nào mua nửa cân thịt mà rang xong ấy còn có 3 lạng. Thôi, bây giờ nhá, bỏ cái 3 lạng nửa cân của anh đi. Bây giờ tôi hỏi anh như này, ai cho phép anh mua thịt? Thì em phải thông cảm. Cả tháng ấy em bắt anh ăn rau muống rồi, anh sợ nó còi xương, vì thế anh mua tí thịt để bồi dưỡng. Ôi dồi ôi, anh mà cũng sợ bị còi thừa xương với dinh dưỡng à? Ôi dồi ôi, nói hay nhờ. Chả bù cho lúc say, nói khôn ơi là khôn cơ. Rượu cũng là gạo. Em chấp gì với thằng say? Chấp gì, đúng không? Bây giờ tôi hỏi anh đi này, ai nói với anh là rau không có chất? Rau muống thì có cái chất gì? Rồi, ai bảo anh thế? Hả? Rau muống nó rất nhiều chất mà là vitamin. Vitamin gì? Vitamin muống. Ôi dào ơi, thế nhưng mà anh lại thích ăn vitamin lợn. Vitamin lợn. Anh đi này, tôi với anh đã nói với nhau như thế nào hả? Cả mấy tháng nay không đi làm gì, lấy đâu ra tiền để ăn? Anh ăn như thế này rồi quen mồm đi, mai mốt lấy gì mà ăn hả? Kiểu này thì chỉ có gì phá sản hoặc đem cắm sổ đỏ. Có mấy miếng thịt mà em cứ làm như trầm trọng, nghiêm trọng lắm mới không bằng. Sao không trầm trọng hả? Không quán triệt với nhau ngay từ đầu như thế thì như thế nào? Đấy, anh mở mắt ra nhìn hàng xóm đấy hả? Nhà nào luôn người ta xe cũng 4 bánh. Ôi giời ơi, thì tôi có kém gì nào hả? Tôi chỉ kém một tí thôi. Có nghĩa là sao? Người ta 4 bánh, còn tôi ấy 3 bánh. Nè, 3 bánh hơi hẳn hoi nhá. Ôi, thanh niên sức dài, vai rộng. Ăn thì ăn, chỉ thích ăn vitamin lợn. Rồi, thế mà lúc nào cũng làm, bảo làm cái gì là cũng xối quanh ra. Thế tôi hỏi anh nhá, thế tại sao anh không chịu đi làm xe ôm? Đây ý, nó thuộc về phạm trù đạo đức nghề nghiệp. Phạm trù đạo đức nghề nghiệp? Nói cứ như là nhà văn ấy. Không nhà văn. Ngày xưa ấy nhá, không đi đạp xích lô ấy, là tôi vào học trường văn rồi đấy nhá. Trời ơi, anh có mà có vào trường. Chẳng qua là vì cô thôi, cho nên là tôi mới... Tú Việt mê cả Siêu Nhi, có nhà không đấy? Thằng nào nhỉ? Thôi chết rồi. Ôi trời ơi, bác Bôn thu tiền điện. Thế à? Mấy tháng nay chẳng mình có đóng đâu. Rồi bây giờ mà đóng một cục thì sót lắm. Trời ơi, mới làm thế nào? Còn làm cái thằng mở này, chắc là có nhà đây. Để bác ơi, hai vợ chồng cháu không có nhà đâu. Sáng đi làm cho nên quên không đóng cửa. Anh cái gì đấy? Nói thế thì gác gì lễ ông rể ở bụi này ha? Anh quên. Lạ cái vợ chồng nhà này thật. Cứ mỗi lần đến thu tiền điện, tiền nước y rằng là không có nhà. Đi rồi. Sao nhỉ?
có một chút gì sai sai, một sự cả tin không hề nhẹ. Này, cái vợ chồng không có nhà ấy, ra mà nộp tiền điện tiền nước, không nó cắt cho thì khổ. Không nó cắt điện là chết. Ôi trời. Chào bác. Chào bác ạ. Thú thật với bác là nhà cháu hôm nay chỉ định đùa bác tí thôi. Dạ vâng, ai ngờ bác vẫn còn minh mẫn thế chứ, phát hiện ra ngay. Em không minh mẫn làm sao mà giao cái trách nhiệm đi thu tiền này được. Dạ vâng. Mà này không phải riêng vợ chồng nhà cậu vui tính đâu, cả cái xóm hóm này đều vui. Vâng, nhà cháu cũng thế đấy ạ. Vâng, nghèo được cái nhưng vui tính. Dạ vâng, đúng ạ, nghèo cho nên là vui tính đấy. Tiền điện nước có vui không? Dạ. Dạ. Xem nào mà đóng đi không mai người ta cắt ấy. Dạ, báo cáo bác là... Sao? Bí quá, dạ vẫn chưa xoay được. Thế mà vẫn cứ vui. Dạ vâng. Thế thôi, thế bây giờ anh chị ở nhà vui tính tiếp nhá. Tôi còn phải đi nhiều nhà vui tính hơn vợ chồng cậu nhiều. Dạ vâng ạ. Đấy, khổ thế đấy, có được cái gì đâu. Cơm nhà vác tù và hàng tổng. Dạ. Thế mà cứ mỗi lần đi thu ấy, họ toàn chơi ú hòa. À, khổ thân nhớ bác. Nhớ mai nộp đi nhá. Dạ vâng, vâng ạ. Đấy. Nhớ dạ. Mai nhá. Vâng ạ. Đấy. Ếch chết tại mồm. Đi vào mà nốt mông con hoa đi. Thế định đi đâu đấy? Tôi bây giờ là phải đi. Đi kiếm tiền mà mai trả tiền điện nước. Vào mà ăn nốt mông con hoa đi. Bồ lào bồ tuẹt. Alo. Alo. Cô nghe rõ rồi chưa ạ? À vâng, trong phòng khám của cháu sóng nó kém quá. Ê, cho anh cốc trà đá nhá. Cái con dở hơi này chả hiểu đi đâu, không bao giờ thấy mặt. À không không cô ơi, cháu đang nói em bán nước mà. Hả? Cô bảo cái gì ạ? Đi sinh nhật con cún nhà cô á? Ôi dồi ôi, thế lông nó dạo này vẫn mượt chứ hả cô? Ồ, vâng vâng vâng, cháu sẽ thu xếp. Vâng, cháu chào cô. Ôi dồi ôi, đúng là nhà giàu có khác, chó cũng đẳng cấp, ăn ngon mặc đẹp, gái kẹp hai bên. Ước gì mình cũng được là chó. Ôi trời ơi. Ăn ngon mặc đẹp, gái kẹp hai bên. Mẹ ơi. Phen ơi! Phen ơi! Cái gì đấy? Thế hôm nay là thế nào mà lại không có con chó con mèo nào đi vào phòng khám à? Rảnh rang đến mức độ nằm đây mơ màng thế em? Người ta đang mơ đẹp thì lại phá tan giấc mơ người ta. Chó mèo gì giờ này? Mà chị khám cái gì đấy? Thú đâu? Thì thú nào? Lúc nào cũng thú. Thế chị không khám thú chị sang đây cái việc gì? À này, anh Sửu sao dạo này không thấy nhở? Thì đấy, tôi sẵn về chuyện đấy đấy. Anh ấy bị làm sao? Khổ lắm. Hay là anh ấy bị ung thư giai đoạn cuối, sắp chết rồi hả chị? Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, khổ tân chưa chứ này. Anh ấy là người sống hiền lành, tốt bụng, kính trên nhường dưới, bà con xóm giềng ai cũng yêu, ai cũng quý thế mà. Ông dài nỡ lòng nào, ông dài nỡ lòng nào. Ôi đây! Chúng đây, bỏ cái tay ra. Này, chú đừng có mà sàm sỡ nhá. Đừng có mà lợi dụng tình thế mà làm. Ở đây bao nhiêu người qua lại chú ôm tôi như thế rồi nhỡ ai người ta nhìn thấy chết tội đấy. Không, em có sàm sỡ gì đâu. Em có ăn gặm hùm, em cũng chẳng dám làm như thế. Nhưng mà chẳng có gì ai đang trong lúc tăng ra. Bối rối em, bối rối quá. Chú này, này, bỏ ra. Dạ. Chú vớ vẩn nó vừa vừa thôi nhá. Liên tha liên thiên. Ông Sửu của tôi ông chết đâu chú khóc thế. Thế anh ấy chết hết à? Thế anh ấy bị làm sao? Từ ngày ấy, ông bị hủy cái hợp đồng chở phân ở bên đại lý ấy. Cách đây mấy tháng rồi. Đấy. Thế là mới coi như là sốc nặng. Chả hiểu tại sao mà bây giờ lúc nào cũng mơ màng tôi. Sáng mở bắt dậy là mơ màng đến phân. Chưa ăn cơm nghĩ đến phân. Ăn cơm mà nghĩ đến phân mà ăn. Đêm lên giường ngủ nghĩ đến phân. Thế chú xem chị khổ không như thế. Thế anh ấy bị bệnh nghề nghiệp rồi đấy chị ạ.
giống như em đây này, suốt ngày chỉ có mơ đến chó mèo lợn gà thôi. Ôi giời ơi, để yên cho tôi kể cho chú nghe. Chưa xong đâu, tôi như là tôi cứ nghĩ là rồi thời gian nó cũng phôi phai. Thế làm sao mà bây giờ ông lại càng ngày càng nặng chú ạ? Coi như là bây giờ nhá, không đi ra ngoài, không tiếp xúc với ai hết, sợ gặp cả người lạ nữa, suốt ngày chỉ ôm được cái góc nhà thôi. Mà chú biết không, một ngày nhá, tôi bỏ ra 18 tiếng, tôi chửi rủa rồi tôi nhức mắng, tôi đay nghiến, thế mà không ăn thua chú ạ. Thế thì đến chó nó cũng chẳng chịu được. Chú vừa nói cái gì? À không, em quen mồm mà, bệnh nghề nghiệp. Tôi nói chú nghe, coi như là bây giờ mà tôi có mắng kiểu gì á, mặt nó cứ lì lì thôi cô. Ừ. Sợ lắm ấy. Căng nhỉ, với cái chất giọng tốt như chị ấy, cộng với cái tần suất là 18 tiếng một ngày, em nghĩ là anh ấy bị bệnh trầm cảm rồi chị ạ. Cái gì? Chú nói trầm cảm là như thế nào? Trầm cảm là cái căn bệnh mà cái sức chịu đựng của con người vượt quá cái giới hạn của hệ thần kinh, dẫn đến cái tình trạng gọi là bơ bơ lác lác. Làm việc thì nhớ nhớ quên quên, hành động ấy thì kiểu rất là chậm chạp, kiểu slow motion. Giống như cái ông gì nhỉ? Cái ông gì mà lắc lắc cái chị? À, cái ông gì làm mình mà lắc lắc này? Có phải chú định nói ông Sơn Lắc không? Ê, đúng rồi. Thế à? Giống cái ông Sơn Lắc đấy, rất là nguy hiểm, chị hiểu không? Ôi, thế thì kinh lắm. Mà bệnh nặng nhá, sẽ dẫn đến cái tình trạng gọi là tự tử. Chú ơi, tự tử á? Chứ còn gì nữa? Ôi tôi chết rồi, tôi đi về đây. Hả? Tôi đi về đây. Chị ơi. Thôi tôi đi về đây. Đứng lại để em bảo nốt. Con lạy trời, lần này xin hãy để cho con được chết. Chứ vừa rồi ấy, tự tử ở mấy bụi chuối, nát hết cả mấy bụi chuối rồi mà con không chết được. Bây giờ con quyết định về nhà con chết. Xin hãy để cho con được chết. Con chết đây, vĩnh biệt. Vãi cả nhà ngươi, xem nhà ngươi tự tử mà ngứa cả mắt. Muốn treo cổ ấy thì treo xà nhà hay cây cổ thụ, chứ nhà ngươi treo ở tàu lá chuối với cả cây xoan nhà, đến Tết Tây cũng không chết được. Dạ vâng, con xin cảm ơn, nhưng lần này con quyết định chết rồi. Con chết đây! Ôi trời ơi! Anh xỉu ơi! Anh xỉu ơi! Anh làm gì thế này? Ôi trời ơi! Em đi tìm anh khắp nơi! Sao anh lại ở đây này ơi? Tống Huy Tây! Dạ! Anh không đáng sống nữa! Cứ để cho anh chết! Không! Lỗi là ở em! Em hứa với anh từ bây giờ rồi đi! Em sẽ không mất 18 tiếng vô dụng một ngày để chửi bới mắng nhiếc anh nữa! Em xin lỗi anh! Không! Giờ ăn năn thì đã quá muộn. Mà Tú Vịt ơi, hãy nghe lời trăn trối của anh đây. Anh nói gì? Nếu em còn thương anh thì sau khi anh chết, có nhìn thấy cái hố anh đào hay không? Em thấy rồi. Vừa rồi anh đào nhưng mệt quá cho nên chưa đủ độ sâu. Nếu mà em còn thương anh ý, sau khi anh chết thì em đào thêm cho anh khoảng 20 phân nữa cho nó ấm áp em nhé. Vĩnh biệt em. Anh đi đây. Anh xỉu, anh đừng nói nữa. Anh rồi anh xỉu rồi. Em xin anh đấy. Anh xỉu rồi. Anh trả lời em đi. Em... Này, chơi chiến tranh lạnh như thế. Này nhá, đã thế điên nhá, lạnh thì lạnh, nóng thì nóng, đây chơi hết nhá. Em đi đi anh. Không trả lời cái gì. Rồi anh dã man nó vừa rồi nhá. Để tôi nói cho anh nghe này, tôi sẽ đếm từ 1 đến 10 nhá. Nếu mày không trả lời tôi đi luôn, tôi không quay lại đây nữa nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 1 phần 2 9 1 phần 3 chú đẩy tôi rồi, tôi đi đây. Này này, chị tránh ra. Ê, bây giờ tháo ra. Cái gì? Tháo dây của anh ra, tháo kiểu gì? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Anh xỉu. Anh xỉu ơi. Ôi trời ơi. Anh xỉu ơi, anh đừng chết. Anh xỉu ơi, anh mới nhận ra em không? Anh xỉu ơi. Em bốc giờ quét rồi mà. Gì quét thì anh ơi. Anh xỉu ơi. Anh xỉu ơi, em là vợ anh đây. Em tủ vịt đây anh ơi, có nhận ra không? Anh xỉu ơi. Anh muốn nói gì với em không? Úi trời ơi, cái tay chú bóc cổ anh như thế này.
Thấy chưa? Trời ơi. Tí nữa thì em giết anh. Anh Xỉu ơi. Sao không để cho tôi chết đi? Anh Xỉu ơi, em biết rồi, em xin anh. Từ bây giờ trở đi em hứa với anh, em sẽ không bao giờ mắng nghiêng chửi bới anh nữa. Em sẽ là người vợ hiền bên cạnh anh. Thật không? Thật. Comment. Xin chào Thu Huyền. Vâng. Thưa quý vị, tiểu phẩm mà chúng ta vừa xem vừa rồi, anh Xỉu là một người bị trầm cảm. Mà trầm cảm rất chi là nguy hiểm. Nó làm cho chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên, đang làm việc lại thôi không muốn làm việc nữa. Thế à? Lúc nào cũng nghĩ đến cái chết, rất là nguy hiểm. Trong tất cả các cái tình trạng vừa rồi thì vấn đề trầm cảm mà mình đang nói để cho khán giả biết là cái anh Xỉu, lý do vì sao anh lại muốn tự tử không phải là riêng về cái vụ không trúng thầu đâu. Anh bị cái áp lực đó dài dài rồi. Vợ anh ấy nói tràn từ ngày này sang ngày kia. Nào là thịt ăn mấy miếng một bữa, đừng có ăn nhiều thịt quá, ăn sau đi. Đang sướng thì bảo thôi dừng sướng lại. Đang muốn ngủ thì lại bắt chồng dậy. Thế sống với một người vợ như thế thì Thu Huyền cảm thấy thế nào? Em thấy cái bà đấy, bà nói 18 tiếng đồng hồ là còn ít đấy. Em còn nhìn thấy nhá, tức là em còn tận mắt chứng kiến là có những người mà nói được đến những 20 tiếng đồng hồ một lúc cơ. Mà riêng về cái khoản mà hãm cái sung sướng của chồng lại thì phải nói là quá là tài luôn. Nếu mà vợ tôi mà chỉ cần nói độ khoảng 8 tiếng thôi thì chắc tôi cũng trầm cảm rồi. Cái việc mà anh Xỉu anh ấy đòi tự tử ấy, nó cuối cùng nó chỉ là một cái giọt nước tràn ly thôi. Nguyên nhân sâu xa ở đây ấy là do cái cách đối xử giữa hai vợ chồng với nhau. Cái xã hội hiện đại bây giờ thì nó quá nhiều áp lực. Ra ngoài rồi mình còn phải tham gia công việc xã hội, rồi phải cống hiến, rồi phải quan hệ xã hội. Nói chung rất là nhiều thứ áp lực để cho mình nghĩ rằng là khi trở về nhà thì mình cần phải có một cái gì đó nó ấm áp hơn để mình giải tỏa những áp lực đó. Nhưng mà về thì lại gặp một cô vợ mà nói 18 tiếng một ngày. Em nói thật, nếu là em ý, thì là em cũng trầm cảm đấy. Nếu là Thu Huyền, nếu Thu Huyền với bây giờ thì khi xử sự với chồng ấy, thì Thu Huyền sẽ làm cách gì? Không, em không bao giờ làm chuyện đấy chứ. Thế em làm bây thế nào? Bây giờ nhá, người ta bảo là sống trong đời sống cần có một tấm lòng, đúng không? Mọi người sinh ra là để yêu thương nhau mà. Em nói nhỏ nhá, em cũng có một trong số những biểu hiện như thế đấy. Thế thì anh đang định hỏi em mà lại biểu hiện gì? Ủa, quá cơ, chả có lẽ nào em lại bị trầm cảm à? Biểu hiện gì? Như em kể cho anh nghe này. Chẳng hạn như là một trong những cái biểu hiện của bệnh trầm cảm là ăn không ngon ngủ không yên, nghĩa là cứ thấy nhạt mồm nhạt miệng, đúng không? Đúng rồi. Em rất hay bị nhạt mồm nhạt miệng. Ôi thôi xong, thế thì phải nhét cái gì vào mồm? Em phải đi ra ngay ngoài đến những cái hàng mà bán đồ ăn vặt ý. Nem chua này, ốc luộc này, phô mai này, rồi bánh gối, bánh rán, đủ các thứ trên đời anh ạ. Nhưng mà với phụ nữ thì lại rất nguy hiểm. Nếu như em ăn nhiều thế thì nó lại thì tăng đấy cân. Cái nọ nó mắt xích với cái kia thì nó lại tăng cân. Đấy, mà tăng cân ấy thì lại phải tìm cách giảm cân, mà không giảm được cân thì lại trầm cảm. Cảm thế. Trời, nó ơi, là nguy hiểm. Cho tôi hỏi Thu Huyền cái này, đã bao giờ Thu Huyền nghĩ đến cái chết chứ? Cái chết á? Bí mật nhá. Lại bí mật. Đừng cho anh nghe, nói bé. Anh nói bé thôi, đừng có tiết lộ với ai đấy nhá. Nói đi. Là có lần em đã nghĩ đến cái chết rồi đấy. Mà không phải nghĩ đến đâu mà là em được chứng kiến cái chết ý. Hả? Em nói cho anh nghe nhá, cái chết là nó có là rất nhiều cái loại chết khác nhau. Người ta bảo là chết trong đau khổ này, chết trong tủi nhục này, nhưng mà em lại chết trong sung sướng. Tôi hiểu rồi. Vấn đề là chị nói đây là không phải là cái chết trầm cảm. Đúng. Mà là nhiều cái chết khác nhau, cái chết trong sung sướng cái gì. Đúng. Đúng không? Thưa quý vị, trầm cảm là một bệnh tâm lý mà ai cũng có thể mắc. Tất cả chúng ta, tại vì chúng ta tiếp xúc với xã hội, tiếp xúc với công việc, rất dễ bị trầm cảm. Nhưng, cũng như Thu Huyền vừa nói, sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Chúng ta phải dùng tấm lòng, dùng trái tim của mình để sưởi ấm người bên cạnh mình. Lúc nào cũng tươi rói rói, ấm lên để không bao giờ bị trầm cảm. Xin cảm ơn Thu Huyền. Tóc giống rồi, tóc giống rồi. Nhưng mà sao cái thằng này nó bảo mình tập cái bài hiểm thế nhỉ? Bài khó cực. Thế mà bắt mình tập. Thôi rồi, kiểu này vẫn phải tập, không rồi nó lại mắng chết đi.
Sao mà háo hò nhỉ, thế đi. Ôi mình ơi, mình bị trúng gió. Mười ngọn thằng tao trúng gió ở đâu để tụt quần nào? Bà muốn cái gì quá? Cái gì ấy? Bà không biết là tôi đang tập bài Lạc Trôi của Sơn Tùng à? Cái gì? Bài Lạc Trôi của Sơn Tùng. Lạc Trôi á? Ừ. À, lạc là đậu phộng gì, còn trôi là ông định trôi ra khỏi con này đúng không? Định trôi đến con nào hả? Bà đúng là, cái tai của bà chắc chỉ để trang trí đấy. Đúng là đàn gảy tay sâu. Bà không biết là cái bài Lạc Trôi của Sơn Tùng đang hot nhất trong cái xóm hóm này. Đây đây, đây, cái thằng Hoàng Câm ấy, mấy ngày hôm nay nó hát ông ổng. Bà để tôi hát cho mà nghe. À, tôi xin ông. Tôi biết cái bài Lạc Trôi rồi. Của Sơn Tùng ôm tivi đúng không? Đúng rồi. Tôi biết rồi, nhưng mà thôi nhá. Tôi vái ông cả nón. Gì? Tôi lại ông cả nón nhá. Sao sao lại? Tôi sợ giọng hát của ông lắm. À. Năm ngoái đúng không? Ông nhớ cái vụ bà Hòa không? Ừ. Ông hát kiểu gì mà trâu của bà lồng lộn lên. Ui. Nhảy hẳn sang huyện bên cạnh con một đi không trở lại. Đến mức độ mà bà phải mời một ông thầy cúng lễ mãi nó mới quay về. Bà ấy chửi cho vợ chồng mình một trận. Ui, tôi xin ông, tôi sợ lắm rồi nhá. Không hát hò gì nữa nhá. Thôi nhá, không Lạc Trôi nhá. Bà nói như thế thì quá bằng bảo tôi là tiếng hát của tôi là xua đuổi thú vật à? Không, sợ lắm. Bà biết không, tôi tập bài này là để tôi với thằng Khoát hôm nay là dỗ đầu bố thằng Phèo sang góp một tiết mục chào mừng. Cái gì? Làm tiết mục văn nghệ chào mừng. Dỗ đầu mà ông định đi hát chào mừng á? Ờ. Tôi lại vái ông cả nó lần nữa. Rồi ôi ông Toán ơi, cái ngày dỗ đầu ấy là người ta tưởng niệm cái người đã mất, sao lại hát chúc mừng? Ông mà hát chúc mừng à, cả họ nhà nó kéo ra đấm ông vỡ mồm đấy. Mà không cẩn thận nhá, đánh cho khỏi cả hai hạt lạc lép về với vợ ấy nhá, cẩn thận đấy. đúng thật đấy bà nhỉ. Không khéo mình đang hát bố nó vùng dậy quả cho một phát là đi hết bộ nhá. Khi chả còn răng với ăn cơm với vợ. Ôi dại thế. Tóc ở đâu đấy hả? Tóc mượn con nào đấy hả? Ôi cái tóc này người ta mượn của bà tí cuối xóm đấy. Bà giật khéo hỏng của bà đền chết đấy. Trùng kinh lắm ấy. Mà đấy, từ nãy mải buôn chuyện 8 giờ người ta mời, bây giờ 9 giờ vẫn ngồi đây. Ôi giời, nó mời là việc của nó, mình đến đây lúc nào là việc của mình. Tôi còn muộn 1 tiếng, thằng Khoét là muộn 2 tiếng. Muộn 2 tiếng á? Ôi trời ơi, mấy ông này, đúng là nhất các ông đấy. Kiểu này á, đi đám ma có khi chưa ra tới nơi, người ta đã kịp làm 49 ngày rồi ấy. Ôi giời, chết với các ông này. Cái này này, đến muộn là thể hiện sự đẳng cấp, sang trọng, thể hiện mình là ngôi sao. Bà không thấy là tất cả các ngôi sao ca nhạc nhá, ngôi sao loại A, họ đến khi mà khán giả đã chuẩn bị ra về. À, còn hạng B là họ đến khi ban tổ chức đến đầy đủ. còn cái loại mà không đẳng cấp gì, không sao gì, là loại mà ít gì hết ấy, là họ mới đến đúng giờ. Còn tôi này, tôi làm sao thế ông? Sao gì? Đẳng cấp sao hạng A bao giờ cũng đến muộn là chuyện bình thường. Trời ơi này, đấy là sao nhá. Còn ông ấy đi ăn cỗ, đến muộn ý, thì chỉ có gặm xương với hút canh cặn thôi nhá. Có định đi ăn không thì bảo nào. Mà đấy, đầu tóc quần áo thế kia sang đấy người ta cười cho. Đi vào đây, thay quần áo, cởi tóc quần áo đi, vào đi. Kheo hỏng, nhanh lên, người ta đợi. Quen ơi. À, cái thằng này. Hẹn mình sang đây bỏ đi đâu, bàn ghế để nguyên này, đồ đạc này biến mất rồi. Cái kiểu này lại đi theo tiếng gọi của lòng lợn tiết canh đấy. Mình đã giờ cao su, thằng này nó còn giờ cao su gấp vàng mình. Đã thế thì lôi cho khỏe. Thuê bao khách vừa gọi. Thuê bao đã thế mình đi một mình không thể. À bác Toán. Cái gì mà mặt mũi ỉu xìu xìu thế này? Mà lại bị tai nạn nghề nghiệp hả? Ôi mà này, cậu mặc quần giải rút mà lại đi cắm thùng. Nhìn như rửa hơi. Ôi trời bác ơi, cả tháng nay rồi em đang rất là buồn bã vì không có con chó con mèo nào nó qua đây cả. Có mỗi bác thôi. Đến hôm nay ấy,
có cái xô đi đỡ lợn đẻ. Ai ngờ đến phút chót lại bị bể xô bác ạ. Sao lại bể xô? Thì cái lúc cái con lợn nhà mụ Hành nó trở dạ ấy, mụ có chạy sang đây, mụ bảo em sang đỡ. Em đã dặn mụ là phải chờ em sang đến nơi thì lợn nó hãy đẻ. Chả hiểu mụ bẩu với con lợn thế nào mà đến lúc em sang thì đã mẹ tròn con vuông. Tiền sư con lợn ngu như con bò. Này này này, nhà cậu cách nhà mụ Hành có một vài bước chân thôi mà lợn đẻ thì nó cũng phải vài tiếng mới xong. Đây cậu làm gì cũng bò ra đường hay sao mà không mà, phải sao là em bò ra đường, em đi có tiếng rưỡi chứ mấy. Mà trước khi sang đỡ lợn là em phải sang nhà thằng cháu ở bên xóm bên kia kìa, để nhờ nó dạy em cái cách livestream để lúc mà đỡ lợn mình livestream nó hoành tráng bác. Ôi trời ơi, này này này, lợn nái lợn đẻ chứ cũng phải lợn bê đê đâu mà cầu sờ chim đó. Này này, khéo mụ Hành mụ đem con lợn đi chuyển giới. Khổ này. Quá, chim ở đây là chim ấy chứ không phải là chim ấy, bác hiểu không? Livestream dịch theo tiếng Ả Rập nó là phát trực tiếp, giống như là truyền hình trực tiếp trên TV đấy. Ui giời, vẽ chuyện. Đỡ lợn đẻ mà cứ làm như sự kiện lớn không bằng. Đối với bác chỉ là đỡ lợn bình thường, nhưng mà đối với em nó là cả một nghệ thuật, nó là cái đẹp. Mà sâu xa hơn nữa, bác có biết nó là cái gì không? Là cái gì? Nó là đạo đức nghề nghiệp đấy. Ui trời ơi, vâng vâng. Tôi xin ông đạo đức lợn. Vâng. Ông hẹn tôi là 8 giờ. Đó, bây giờ 9 rưỡi rồi. Muộn một tiếng rưỡi rồi. Nhanh lên, không đi sang rồi mà rửa bát à. Giời, bác cứ yên tâm. Theo họ ấy, thằng Phèo phải gọi em là bằng cụ trẻ nhá. Em mà chưa sang không có ai dám đụng mâm đụng bát đâu. Nói cũng có lý, cũng phải nhá. Thôi thôi, mình đi sang đi. Chứ nãy giờ anh ngửi cái mùi thơm nó bay qua anh kiến bỏ bụng lắm rồi. Bác nói làm em cũng thấy đói đói. Thôi đi, hai đi, bác đi đi đi. Đi nhanh lên, không mà mình đến muộn là chỉ có rửa bát thôi. Bảo Toàn, thế cái lạc của bác trôi đến đâu rồi? Ôi dồi ôi, thôi thôi thôi, đừng có hát lạc trôi, vào đây hát là nó đấm cho vỡ mõm. Thôi, thế bác cứ ngồi ở đây chờ em một tí. Ok, là còn gì nữa? Em phải đi vệ sinh, cho nó rỗng ruột, ăn nó mới được nhiều. Dồi, cậu tính toán ghê quá. Ở với bác toán bao lâu nay phải biết tính đi chứ. Mình đã mất tiền mua mâm nhá, là mình phải đâm cho nó thủng. Thôi thôi, cậu đi nhanh lên không nó vãi ra là chết tôi. Ôi giời. Cậu vừa ấy đúng không? Hôm qua vừa ăn lóng non xào dưa đúng không? Sao bác biết? Ôi giời. Bác tin nhân cả vét dê ấy nhỉ. Có khi em phải đề nghị bác vào cái tổ thẩm định. Ngửi sâu lâu lâu thì biết chứ sao. À mà bác Toán này. Hả? Bác có cái tờ giấy nào không? Đây làm gì? Thì đem đi vệ sinh cái gì nữa. Để tôi gọi con chó. Sao lại gọi chó? Ở nơi ấy, họ đi ấy, không cần giấy, không cần lá cây. Chỉ có con cây, chỉ có con cây, theo sau. Bác còn đùa em nữa. Bác ngồi đây nhá. Chờ em một tí, ngồi im đây bác nhá. Nhanh nhanh lên đấy. Rồi. Muộn lắm rồi đấy. Hay là bác nhớ nhầm ngày? Nhầm là nhầm thế nào? Chắc chắn là... 21, 22, 23, 24, 25, 26... Thôi bác đừng có tính nữa. Tính nhiều nó lẫn đấy. Đây này, đây này. Không thể nhầm được. Tôi đã... Đây này. Tôi đã ghi vào đây rồi. Sao mà nhầm được? Đúng không? Ăn dỗ... Có phải ngày hôm nay không? 28 tháng 3 à? Đúng không? Đúng hôm nay ngày 28 rồi. Đấy. Nhầm thế nào được? Này này. Hay nó cho mình leo cây nhỉ? Làm sao nó dám lừa cụ được? Bác để em. Phèo ơi! Phèo! À, thằng này! Ấy, thằng này! Mày làm cái gì đấy? Cháu chào cụ ạ! Cháu chú Toán ạ! Thế hôm nay có phải là dỗ bố mày không? Dạ, hôm nay dỗ bố cháu ạ! Này! Nghe nói là hôm nay làm những 10 mâm! Có cả thịt lợn Pakistan gì nữa cơ mà! Vâng ạ, cả thịt mèo Iraq nữa ạ! Thịt mèo, thịt lợn Pakistan đi ra Iraq đâu? Thịt khứa đâu hết rồi? Dạ, họ đến ăn xong rồi về hết rồi! Ôi, thịt chết rồi. Cụ với chú đến muộn ạ! Mày không lên bảo mày xuống ấy. Ê, tao bảo sớm là sớm, muộn muộn cái thằng ấy nha mày à? Hả? Con hẹn cụ với chú là 8 giờ, thế bây giờ là 10 giờ rồi cụ với chú mới đến. 2 tiếng mà cụ bảo là sớm. À, mày lại dám cãi cụ à? Tao bảo thế
mày là cụ hay tao là cụ? Dạ hả? Mày là cụ ạ. À cái thằng này, mày nói cái gì đấy? Con xin lỗi, con nhầm ạ. Tao là cụ ạ. À cái thằng này, con xin lỗi, con lại nhầm ạ. Cụ là tao ạ. Mày nói cái gì? Ai là cụ? Hả? Thôi buông ra, buông ra, buông ra. Ai là cụ? Cụ cứ quát làm con cuống ạ. Đi, lỗi là lỗi tại mình. Chứ cậu mà cứ ép nó quá thì mai kia đi ăn dỗ, đi ăn dỗ cả bố con đấy. Nhưng mà thằng này nó láo. Nào. Dạ. Cô bàn đâu hết rồi? Dạ con biết là cụ đến muộn nên con đã sắp hẳn một mâm để ở dưới gầm giường rồi ạ. À cái thằng này. Thế mày coi cụ là chó mày lại để dưới gầm giường. Dạ dạ con đâu dám ạ. Cụ với chú thông cảm, tại vì khách khứa đông quá con phải để dưới gầm giường, chứ sợ để trên trẻ con nó đi qua nó bốc mất ạ. Ừ, đúng rồi đấy. Thôi mày vào mày bê ra cho chú đi ăn. Dạ vâng ạ. Ngay khẩn trương. Này. Quá lâu. Cậu ra lấy cái bàn để tôi trải chiếu. Ok anh, nhất trí anh. Ngồi đi bác. Này. Trời. Chú nóng tính quá. Có cô ăn là được rồi. Thế mới là cụ chứ. Mình mà không cứng nhá, nó lại gọi mình là thằng cụ ngay. À, đây này. Để đây, để đây. Mời cụ, mời chú. À. Mời cụ. Chú. À. Cụ rồi. Ăn đi ạ. Cái gì đấy? Chú ăn đi ạ. Này. Hình như có cái mùi gì. Ờ nhỉ. Em cũng thấy có mùi gì. Này. Sao? Lúc nãy đi có chùi sạch không? Ủi giời. Em phải trẻ con đâu, em rửa sạch sẽ rồi. Cái mùi gì nhỉ? Kinh lắm. Thằng này. Dạ. Mày thối chân phải không? Này. Thối chân à? Dạ không. Thơm ạ. Thơm chứ. Thôi đứng dậy. Đứng lùi ra. Lùi ra kia. Sao bác? Ăn đi. Vẫn có mùi. Ừ, đúng không? Ừ. Đúng rồi bác ạ. Mùi quá. Ừ. Trời ơi. Này. Thằng ra xem ạ. Dạ. Này. Mày dám để các cụ ăn cỗ thiêu cỗ dở này à? Dạ. Con đâu dám ạ. Con để cho cụ với chú là một mâm nguyên đấy ạ. Mâm nguyên thì sao mà lại chối thế này được? Tao nói cho mày biết nhá. Cỗ này nhá. Bố mày có sống lại cũng không ăn được, chứ đừng có nói là các cụ nghe chưa. Thôi. Lỗi là lỗi do mình cả. Đã đến muộn mấy tiếng đồng hồ mà trời thì nồm thế này, để mấy tiếng thì nó chả thiu giả. Okay. Đi thì đi luôn đi, lại còn đợi em đi vệ sinh ăn mới ngon. Đây, ngon chưa? Sao bác lại trách em? Bác cũng một tiếng rưỡi bác mới sang đến chỗ em chứ ít à? Thôi nhá, rút kinh nghiệm nhá. Đã đi luôn nhá, không được giở cao su nhá. Thôi, mày cất đi. Năm sau các cụ sang sớm các cụ ăn sau. Cất đi. Cất. Thế cụ với chú không bảo là ăn cỗ à? Trời, của mày cất, về vét cho muội ăn vậy. Ui giời, cỗ không ăn, đi ăn cơm muội. Nói nhanh, chọn buồn. Chiếu này, khăn mặt, bàn chải răng rồi, đèn pin rồi, quần áo, hộp cơm, đủ rồi. Cậu chuẩn bị đi công tác trên miền núi à? Sao mà tay xanh nay mang thế? Hóng đấy à. Trời ơi, nhìn cậu không khác gì bộ đội ngày xưa chuẩn bị đi chiến trường. Ừ, còn hơn cả chiến trường ấy chứ lại. Thế à? Ừ. Mà này, để tớ thử đoán xem nhá. Ờ. Hình như là cậu đi chạy lũ phải không? Đoán gì? Chạy lũ á? Sai bét. Nhà tớ ở chung cư tầng cao nhất. Nếu mà nhà tớ lụt ấy, thì đảm bảo cả vịnh Bắc Bộ để lụt luôn. Thế thì cậu đi chăm vợ đây. Vợ tớ triệt sản lâu rồi. Thế thì tớ chịu rồi đấy. Đoán ra em. Không đoán nổi, đuổi hình bắt chữ kiểu này là khó quá. Chịu đấy. Chịu chưa? Này, đáp án luôn nhé. Nộp hồ sơ xin học mầm non cho con. Eo ơi, khiếp. Học mầm non mà cứ như là đi thi đại học ấy. Đại học ăn thua gì? Thi trượt đại học ấy thì còn có thể vào cao đẳng hay là vào trung cấp, hoặc là cùng lắm là làm phụ hồ lơ xe xích lô. Nhưng mà đây á, trượt mầm non á, đảm bảo là thất học luôn. Quan trọng lắm mới chứ lị. Ờ, cũng đúng.
Mà sao cậu không để sáng mai hẹn đi, lại đi lúc nửa đêm thế này? Thì cung cầu mất cân đối, nhu cầu thì nhiều mà chỉ tiêu thì có ít, cho nên là phải xếp hàng từ bây giờ, nửa đêm này mới may ra mới đến lượt. Nhưng mà đi xin học ấy thì mang hồ sơ thôi chứ, sao lại mang lỉnh kỉnh lắm thứ thế kia? Nó phải, đây là toàn những nhu yếu phẩm thiết yếu cho công cuộc này cậu ạ. Tôi ví dụ nhé, đây là đèn này, đèn pin. Đêm tối như này vỡ vẩn là lao xuống ao ngay. À đây là chiếu, kim anh chiếu manh này để nhớ lúc nào buồn ngủ thì còn có cái để mà nằm không bẩn cái quần áo. Còn là khăn mặt, bàn chải đánh răng. Sáng dậy ra còn có cái không ôm mồm mà. Đây, còn hộp cơm này chứ. Hộp cơm này. Lúc nào đói thì có cái mà ăn. Ơi dạ, cẩn thận thế. Thế còn cái túi gì kìa? Đây, băng cứu thương với cả thuốc sát trùng để nhỡ có ẩu đả đánh nhau vỡ đầu mẻ chán thì còn có cái mà sơ cứu. Cứu thương. Ôi dồi ôi, cái gì thế? Đánh nhau à? Hay là chạy quán karaoke? Ôi, không phải đâu. Đấy là bà con rủ nhau xếp hồ sơ vào cho con học mầm non đấy. Thôi, cậu ngủ tiếp đi, tớ phải vào tớ xếp hàng đây. Ôi giời, được rồi, chúc cậu đi an toàn và may mắn nhé. Oan tu tiên. Đấy, anh đã bảo ra rùi rồi. Cởi ra đi anh. Anh nói yêu em, thế mà sao anh còn đi thả thính cô gái? Thế mà anh còn nói em là duy nhất trong trái tim anh. Thì trái tim nó có nhiều ổ nhá, nó có nhiều ngăn, em duy nhất trong một ngăn một ổ là được rồi. Cái đồ bắt cá hai tay, bắt chẹt hai chân. Ôi giời ơi, này, thế cô thì làm sao hả? Cô không thả thính câu dai thì còn lâu cô mới đớp thính của tôi nhá. Thế mà ngày nào cũng hát em chỉ yêu mình anh. Cô có biết cái giọng cô như lệ rơi không? Mà ngày nào tôi cũng phải bóp mồm bóp miệng để tôi khen đấy. Đã phải người như thế á thì chia tay đi. Chia tay thì chia tay. Cô tưởng tôi không yêu được ai đi. Xấu có cái đẹp của xấu nhá. Giả dép bố về. Giả dép bố về. Giả dép bố về. Ok, ngồi đây lâu học tập lắm rồi. Anh Triệu, đi về.